Một sản phẩm cực kỳ tiện ích của nhà Sopin sẽ giúp cho bạn hâm nóng được sữa, nè, thức ăn. Và quan trọng hơn cả là thiết kế của nó cũng khá là bắt mắt, để không những là giúp cho bạn có thể tiết kiệm được thời gian trong việc hâm nóng thức ăn, mà mình có thể sử dụng nó như một vật decor trang trí trong không gian sống của gia đình mình. Và để có thể trải nghiệm chi tiết sản phẩm này thì ngay bây giờ đây hãy cùng mình mở hộp và tìm hiểu luôn nha. Với đóng gói bao bì thì mọi người có thể nhìn thấy candlelight, nó là một cái nến nè, nến kiểu như là một cái dạng lửa để mà giữ ấm á. Mình sẽ mở ra, đóng gói thì cực kỳ nhỏ gọn nên là các bạn có thể mua về sử dụng, còn không thì mình có thể gửi tặng cho người thân của mình trong một cái dịp gì đó, tại vì cái này thì mình thấy nó cũng khá là hay, đóng gói cũng rất là dễ thương nha. Trong này sẽ có cái gói chăm sóc. Ủa, mở hộp ra thì không có nhiều đâu mọi người, không có nhiều linh kiện. Nó chỉ gói gọn hết một cái sản phẩm tổng thể và chi tiết như thế này luôn. Về thiết kế của cái chiếc đế hâm này thì mình đánh giá nó khá là nhỏ gọn. Và màu sắc của nó kiểu hơi cổ điển á, tại vì tông màu kem và bọc ở bên ngoài là một cái lớp nhựa trong suốt như thế này, thì các bạn có thể thấy là nhìn nó cũng khá xinh và bắt mắt. Nếu như mọi người nào mà chúng ta thích xem huyền thoại Hy Lạp á, những câu chuyện huyền thoại của Hy Lạp, mọi người sẽ để ý thấy trong này là những con ngựa gỗ. Đây cũng là gắn một với những cái câu chuyện của thần thoại Hy Lạp, ngựa gỗ thành Troy nè. Đó, các bạn để ý thấy là ở đây nó có ba con ngựa gỗ. Về mặt thiết kế thì nó cũng chỉ cơ bản và tổng quan vậy thôi, còn trải nghiệm cụ thể ra làm sao thì mình sẽ cùng thực hiện ngay bây giờ luôn. Sau khi mình đã cắm điện xong, và nếu như mà các bạn thấy ở đây nó sẽ có một cái thanh nhiệt, và thanh này nó sẽ hiển thị lên cái mức thấp nhất là từ 40 cho đến 70 maximum luôn. Và để có thể gia giảm thì các bạn chỉ cần tiến tới như thế này đó. Và ngay sau khi mà mình đã vào việc rồi thì ở đây nó sẽ dẫn nhiệt lên trên cái vị trí mặt đế mà bạn tiếp xúc. Và có một điều quan trọng là cái mặt đế này nó không kén cái vật dụng để các bạn đặt nha. Các bạn có thể đặt những cái ly thủy tinh cũng được, hoặc đặt ly sứ cũng được, nó không có kén đâu. Mình sẽ đặt một cái ly thủy tinh lên trên này. Rồi, và mình sẽ hâm nóng sữa. Và với phần đế hâm của nó thì nó có đường kính, cũng mình đánh giá thì nhỏ gọn, thiết kế nhỏ gọn nhưng đường kính của nó cũng khá là lớn mọi người. Nó sẽ dao động đường kính khoảng chừng từ 12 cho đến 15 cm, đủ để cho các bạn có thể đặt một cái ly có cái kích thước lớn đi chăng nữa thì nó vẫn có thể chạm được và tiếp xúc được với mặt đáy của cái máy hâm này. Và khi hâm thì mình thấy nó dẫn nhiệt khá là nhanh, và công suất của nó sẽ là 25W để cho các bạn có thể sử dụng mà không sợ là bị hao tốn điện năng, mà không có ngại là cái vấn đề mình chúng ta thanh toán điện. Rồi, với cái chiếc máy này thì mình còn có thể sử dụng để hâm thức ăn nữa mọi người, nhưng mà không hâm được bún phở đâu nha, thì nó kiểu như là nó sẽ chuyên dụng hơn cho việc mà các bạn hâm bánh nguội nè, hâm bánh mì. Nhưng mà có một điều lưu ý nha, nếu như mà các bạn muốn tiết kiệm thời gian nhanh hơn á, khoảng chừng từ nửa đoạn đường đi, thì các bạn sẽ chọn một cái ly nào đó mà nó mỏng cái đế thôi, tại vì cái ly này của mình nó, cái đế của nó hơi dày nên là nó hơi lâu một tí. Rồi, mình sẽ xong cái này và tiếp tục. Bạn có thể bỏ lên này để sử dụng việc hâm trực tiếp luôn, còn không thì các bạn nếu như cẩn thận hơn thì các bạn có thể lót một ít giấy nến để giúp cho cái bề mặt nó sạch nè. Nhưng mà chúng ta có bận chăng nữa thì mình cũng phải đỡ mất công tính cái thao tác là lâu đi lâu lại. Và nếu như bạn không hâm một cái gì hoặc là quên đi chăng nữa thì trong vòng 8 tiếng nó sẽ tự động tắt, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Và vừa rồi là tất cả những thông tin cũng như là trải nghiệm của mình về một cái chiếc đế hâm của nhà Sopin với phiên bản 2018, và giá bán của nó đang là 700.000 đồng. Đường link chi tiết mô tả của sản phẩm thì mình có đính kèm ngay bên dưới, còn không thì các bạn có thể đến trải nghiệm trực tiếp tại các cửa hàng của Chinta Mobile, tại vì ở đây những cái sản phẩm của Sopin thì mình thấy nó khá là độc đáo và tiện ích để giúp cho cuộc sống của các bạn trở nên tiện lợi hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi và đồng hành với mình trong các video vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.